Chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mạnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Mạnh Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Vậy thì đón chào vận trình tuần mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình tuần mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một tuần mới tốt lành, hành thông hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mạnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh, thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó, nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Đầu tiên là tử vi của con giáp tuổi Tý trong tuần mới, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này người tuổi Tý có thể sẽ gặp phải một vài rắc rối trong sự nghiệp vào thời điểm đầu tuần do kiếp tài và tỷ kiên tác động. Vì vậy bạn cần phải hạn chế tính nóng nảy, tốt nhất không nên mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Nếu bạn có cách khắc phục được khó khăn thì kể từ giữa tuần trở đi, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện điểm mạnh cá nhân, ghi điểm với những người làm lãnh đạo. Bên cạnh đó, đường tài lộc của bạn cũng không có nhiều biến động trong suốt tuần này. Đầu tuần người làm nghề tự do có thể thu được một khoản lợi nhỏ, còn khoảng thời gian sau đó, bạn sẽ ít tìm được cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn. Hơn nữa, tiểu hào xuất hiện còn khuyên con giáp này làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không dù có dư giả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại không được bao nhiêu. Ngoài ra, đường tình duyên của con giáp này có thể sẽ vướng phải một số khúc mắc. Bạn và người ấy dễ bất đồng quan điểm với nhau trong chuyện gia đình. Hai bên đều cần phải bình tĩnh và mở lòng để lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng nên khăng khăng với ý kiến của mình. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, tuần này cần cân nhắc cho kỹ. Đừng để chuyện tình cảm trái ngang lún lầy thái quá sẽ có những ảnh hưởng không tốt khó lường, nhất là chuyện con cái, tài lộc có may mắn nhỏ. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, đừng nướng núi này trông núi nọ, mơ mộng viển vông chỉ chuốc lấy sự thiệt hại mà thôi, nên lưu tâm nhất là vấn đề tình cảm. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, công việc làm ăn tuần này vẫn suôn sẻ, bớt được những ưu phiền lo lắng của tuần trước, càng ngày càng dễ chịu hơn, gia đình cũng đầm ấm. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, trong tuần có hỷ sự, chuyện tình cảm cá nhân đừng để bận tâm thái quá làm ảnh hưởng tới công việc hiện tại. Và tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, tuần này bạn phải bỏ ra nhiều công sức để làm việc nhưng kết quả chỉ tương đối, không được như ý muốn. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và vạn sự hành thông. Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong tuần mới từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới cho thấy, tuần này cát vận có phần nhỉnh hơn hung vận một chút, dự báo vận trình của người tuổi này đang có phần sáng sủa lên. Nếu tiếp tục phát huy được những gì đã làm, bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình mà thôi. Hơn nữa, đừng để những phiền nhiễu trong thời gian qua ảnh hưởng tới quyết tâm của mình. Sẽ có chính tài ghé thăm vào những ngày đầu tuần, hỗ trợ cho bản mệnh trên con đường sự nghiệp được rộng mở hơn, giúp bạn tìm ra được hướng đi với thích hợp với hoàn cảnh của hiện tại. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp này nếu bạn tiếp tục không dành thời gian để chăm sóc cơ thể mình đúng cách hơn. Do đó, bản mệnh cần phải điều chỉnh lại lối sống của mình lành mạnh hơn. Hãy nhớ rằng, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Ngoài ra, đường tình duyên của con giáp này cũng có chuyển biến tích cực. Cát khí vây quanh, những mâu thuẫn trước đó dần được hóa giải, giúp bạn hiểu rõ hơn về tình cảm của người ấy dành cho mình. Về tử vi tuổi Đinh Sửu, nhớ đề cao cảnh giác, nhất là với chúng bạn xấu ham chơi kẻo chỉ mang tới phiền nhiễu, nhiều khi còn có hại cho bản thân. Trong tuần nên chăm chú vào học hành và nghề nghiệp thì hơn. Về tử vi tuổi Quý Sửu, ôm đồm những chuyện của người khác không lợi ích gì mà còn bị oán trách gây hiểu lầm, nên bỏ ngoài tai để tìm lại sự thăng bằng thư thái trong tâm hồn. Về tử vi tuổi Ất Sửu, đừng đứng núi này trông núi nọ, mơ mộng viển vông chỉ chuốc lấy sự thiệt hại mà thôi, nên lưu tâm nhất là vấn đề tình cảm ngay khi giao thiệp dễ bị lợi dụng.
Về tử vi tuổi Tân Sửu, chuyện tình cảm lúc vui lúc buồn khiến cho tinh thần không ổn định, cố gắng trầm tĩnh để tránh cho mọi việc không bị ảnh hưởng xấu tới việc đang làm. Và tử vi tuổi Kỷ Sửu, tuần này công việc vẫn tiến triển thuận lợi, con cái mang nhiều niềm vui về cho gia đình. Nếu thay đổi mới công việc, cảm thấy khó khăn thì đừng luyến tiếc, hãy dứt bỏ đi cho nhẹ nhàng tinh thần. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được nhiều điều may mắn. Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong tuần mới từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới của con giáp này cho thấy, sự nghiệp của người tuổi này khá thuận lợi trong tuần. Nhờ có thiên ấn và chính quan chiếu mệnh mà thời điểm đầu tuần chính là thời điểm bạn vươn lên, thể hiện điểm mạnh của mình. Đặc biệt là người làm trong các ngành nghề như nghệ thuật, học thuật, tôn giáo hay dịch vụ sẽ có cơ hội chạm tay tới bước ngoặt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có thuận lợi thế nào thì bạn cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Bên cạnh đó, do có chính tài và thiên tài phù trợ nên cả người làm công ăn lương và người làm đầu tư kinh doanh đều có cơ hội nhận được một khoản khá khá. Do đó bạn cũng có điều kiện để có thể cải thiện đời sống của mình dựa vào số tiền kiếm được. Tuy nhiên, bạn không nên quá phụ thuộc vào điều này. Ngoài ra, trên phương diện tình cảm, người tuổi Dần sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề đau đầu. Người đã lập gia đình có thể sẽ thường xuyên căng thẳng vì không ai chịu nhường ai. Dường như cả bạn và người ấy đều đang muốn tranh giành quyền ảnh hưởng trong gia đình. Về tử vi tuổi Canh Dần, có những tin tức vui vẻ của con cái cũng như trong thân tộc. Lúc này có những hoạch định tưởng chừng như dễ thành công nhưng vẫn nên cẩn thận thật nhiều, tài lộc có chút may mắn nhỏ. Về tử vi tuổi Bính Dần, bạn có một tuần thuận lợi về mặt tình cảm, công việc làm ăn tiến triển đều, tài chính thì giữ được mức bình thường nhưng ít phải lo lắng như thời gian qua. Về tử vi tuổi Nhâm Dần, vẫn còn một vài trì trệ ảnh hưởng của thời gian trước, tuy nhiên sẽ có quý nhân trợ giúp để qua khỏi cơn gấp khúc này, vì vậy đừng nên nóng nảy trong gia đình, sẽ hại nhiều hơn lợi. Về tử vi tuổi Mậu Dần, việc làm phải tốn nhiều công nhiều sức nhưng tinh thần vẫn thoải mái. Về tài chính có món tiền nhỏ bất ngờ và trong tuần bạn cũng không nên đi xa. Về tử vi tuổi Giáp Dần, tinh thần bị dao động vì chuyện tình cảm lộn xộn. Thêm nữa, tiền bạc lại thiếu hụt vì những việc không đâu. Tuần này nên cố gắng tập trung vào nghề nghiệp hiện tại kẻo sẽ bị ảnh hưởng xấu. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và vạn sự an yên. Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong tuần mới từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Tiếp nối tử vi tuần trước, tuần này thương quan xuất hiện vào thời điểm đầu tuần, cho thấy người tuổi Mão sẽ có những bước khởi đầu khó khăn. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn cũng không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Hơn nữa, tuần này có sao dịch mã chiếu mệnh, khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Vào thời điểm cuối tuần, do có chính ấn độ mệnh nên người tuổi này có thể gặp được nhiều điều may mắn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm của người khác với mình. Hãy tin rằng, cây ngày không sợ chết đứng, chỉ cần bạn không làm điều gì khuất tất thì sẽ không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Về tử vi tuổi Kỷ Mão, tuần này có may mắn nhỏ về tài lộc, mặt tình cảm gia đình có xáo trộn, đừng nóng quá càng làm thêm mọi việc rối ren, hãy bình tĩnh giải quyết sẽ êm đẹp và cần cẩn thận về vấn đề xe cộ. Về tử vi tuổi Đinh Mão, chuyện tốn kém về tiền bạc là việc dĩ nhiên vì đó là chuyện bức thiết để đầu tư cho tương lai. Tuy nhiên trong tuần, tiền bạc vẫn thoải mái và gia đạo êm ấm. Về tử vi tuổi Ất Mão, nóng nảy thái quá chỉ làm tinh thần thêm căng thẳng mà thôi, chẳng giải quyết được việc gì. Bạn hãy bình tĩnh để sáng suốt, gỡ mọi rắc rối. Trong tuần này, mọi việc bạn làm cũng tương đối ổn định. Về tử vi tuổi Quý Mão, nên lưu tâm về vấn đề sức khỏe, nhất là những lúc thời tiết thay đổi. Con cái mang tới nhiều niềm vui về sự thành công trong học vấn và nghề nghiệp, đường tài lộc cũng ổn định hơn. Và tử vi tuổi Tân Mão, nghề nghiệp cùng với mọi việc làm ăn vẫn tiến triển khả quan, mặc dù có vài trở ngại không đáng kể, tiền bạc ngày càng khá hơn trước, tuy nhiên cảnh giác có kẻ tiểu nhân gièm pha và nói xấu. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và vạn sự hanh thông.
Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong tuần mới từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới của con giáp tuổi Thìn cho thấy, tuần này bản mệnh nhìn chung khá ổn định. Điều quan trọng là tâm trạng của bạn đang rất tích cực và thoải mái. Nhờ thế, những người xung quanh bạn cũng cảm thấy vui vẻ như được truyền cảm hứng vậy. Với đường công danh sự nghiệp của người tuổi này cũng lên như diều gặp gió, chẳng những được các thần chính ấn trao cho cơ hội thể hiện năng lực, mà bên cạnh con giáp này còn có quý nhân chính quan trợ mệnh. Dù gặp bất cứ khó khăn nào, bạn cũng tìm ra cách tháo gỡ và giành được thành công như mong đợi. Về tử vi tuổi Giáp Thìn, nghề nghiệp đạt được những kết quả vừa ý, về tài chính có may mắn nhưng lại có nhiều chuyện bất ngờ khiến phải hao phí một phần trong chuyện này, tình cảm cũng nên suy xét kỹ trước khi quyết định. Về tử vi tuổi Canh Thìn, công việc cùng nghề nghiệp trong tuần gặp trở ngại khiến tinh thần không vui vẻ. Hãy bình tĩnh, sẽ có quý nhân giúp đỡ để giải tỏa được những khó khăn. Về mặt tài chính cũng vẫn phải lo nghĩ. Về tử vi tuổi Mậu Thìn, có một vài trục trặc trong gia đạo, nhưng mọi sự lại dàn xếp ổn thỏa trong ngày. Giữa tuần sẽ có nhiều tin vui về công chuyện làm ăn và tài lộc, cũng như những tin vui của con cái. Về tử vi tuổi Bính Thìn, nóng nảy thái quá chỉ làm tinh thần thêm căng thẳng mà chẳng giải quyết được việc gì. Hãy bình tĩnh để sáng suốt gỡ rối. Trong tuần, mọi việc làm cũng tương đối ổn định. Và tử vi tuổi Nhâm Thìn, gặp chuyện thị phi, khẩu thiệt từ trên trời rơi xuống khiến tinh thần bực dọc và căng thẳng không yên. Hãy thật bình tĩnh để giải quyết, nếu không nóng giận sẽ mất khôn. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và vạn sự như ý. Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong tuần mới từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này hung vận lấn át cát vận, dự báo có điểm xui xẻo sẽ xảy đến với người tuổi này trong tuần. Do đó, tốt hơn hết, bạn không nên vội vàng đưa ra quyết định quan trọng liên quan tới tiền bạc hay công việc. Nếu ai đó khuyên bạn thì hãy cứ lắng nghe nhưng chớ vội làm theo, vì chúng chưa chắc đã phù hợp với tình huống và hoàn cảnh mà bạn đang vướng phải. Thêm vào đó, vào những ngày đầu tuần của người tuổi Mão có vẻ thuận lợi hơn do được chính tài nâng đỡ, nên bạn tìm được cách giải quyết cho chuyện tiền bạc, lo lắng nhờ đó mà cũng được giải tỏa. Nhưng càng về cuối tuần thì khó khăn sẽ càng chất chồng do mối quan hệ không tốt và chuyện tiền bạc thì lẫn lộn. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ, tuần này bạn có nhiều tài lộc và nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, cần sắp xếp công việc thật chu đáo để khỏi xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Tình cảm cá nhân cũng có nhiều niềm vui. Về tử vi tuổi Ất Tỵ, chuyện rắc rối trong gia đình được giải quyết một cách ổn thỏa, có quý nhân tận tình trợ giúp. Tài chính trong tuần ổn định, tình cảm cá nhân vẫn tốt đẹp khiến tinh thần thoải mái. Về tử vi tuổi Quý Tỵ, tuần này bạn phải bỏ ra nhiều công sức để làm việc, nhưng kết quả chỉ tương đối, không được như ý muốn. Tài chính chưa đến nỗi phải ưu tư, vẫn ở mức trung bình. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ, dự tính chuyện đi xa trong tuần được thuận lợi, có quý nhân hỗ trợ trong công việc làm ăn nên tài lộc hanh thông và thoải mái hơn, có tin vui của con cái báo về. Về tử vi tuổi Tân Tỵ, có dấu hiệu hên may cho nghề nghiệp và công việc kinh doanh, một tuần dễ chịu về vấn đề tiền bạc, không nên giận hờn vô lối, chỉ mang thêm sự mệt mỏi cho bản thân mà thôi. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và vạn sự cát tường. Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong tuần mới từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần mới này khá hanh thông, bản mệnh nên mở lòng mình ra với những ý tưởng mới mẻ của đời sống. Cho dù trong mắt những người khác, chúng có một chút hoang đường, một chút thiếu thực tế đi chăng nữa, thì với bạn đó cũng có thể là những hướng đi thú vị. Vào nửa đầu tuần, thực sự là thử thách tính kiên nhẫn của người này. Cho đến khi giữa tuần, khi có chính ấn nâng đỡ, bạn mới thở phào nhẹ nhõm vì những cảm giác khó chịu đã được giải tỏa, giúp bạn có nhiều năng lượng hơn để tập trung vào nhiệm vụ dở dang. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mọi sự việc diễn tiến bình thường, tình cảm cá nhân gặp nhiều điều vui vẻ và thoải mái, nhưng cũng nên lưu tâm kẻ xấu lợi dụng, chớ tin tưởng quá độ kẻo dễ bị lừa gạt, về mặt tài chính khá ổn định. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ, chuyện tình cảm vui vẻ thoải mái trở lại, công việc làm ăn có tiến triển tốt, chớ nên cho vay mượn hay hùn hạp vốn lúc này. Ngoài ra nên cẩn thận kẻ gian phi, và trong tuần, tài lộc cũng do hên may đưa đến. Về tử vi tuổi Bính Ngọ, đừng đứng núi này trông núi nọ, mơ mộng viển vông chỉ chuốc lấy sự thiệt hại mà thôi. Lưu tâm nhất là vấn đề tình cảm, khi
khi giao thiệp dễ bị lợi dụng. Về tử vi tuổi Canh Ngọ, những sầu muộn về chuyện tình cảm cần phải biết mà chấm dứt, kẻo ảnh hưởng lớn tới công việc làm ăn, nên tạo sự vui vẻ cũng như đừng vì vậy mà cáu gắt, chỉ gây thêm rắc rối lộn xộn mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ, có một vài trục trặc trong gia đạo, nhưng mọi sự lại dàn xếp ổn thỏa. Vào thời điểm giữa tuần có nhiều tin vui về công việc làm ăn, tài lộc cũng như tin của con cái báo về. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được nhiều điều may mắn. Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong tuần mới, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này bản mệnh không được như ý, chủ yếu vì tuổi Mùi hay xen vào cuộc sống của người khác. Tuy nhiên đừng quên rằng, mỗi người một cuộc sống, con giáp này không thể quyết định thay ai đó. Hãy tỉnh táo và tập trung nhiều hơn nữa cho đời sống cá nhân của mình. Bên cạnh đó, sao Thái Tuế xuất hiện là điềm báo tai nạn bất ngờ. Ngay từ trong những việc nhỏ bạn cũng không nên chủ quan vì chuyện bé dễ xé ra to trong thời điểm này. Hãy lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm đi trước thì bạn mới có thể hạn chế được một số rủi ro. Về tử vi tuổi Quý Mùi, cẩn thận nhiều về chuyện xe cộ, nhất là lúc lái xe dễ gây ra nhiều chuyện không hay. Về mặt tình cảm có nhiều rắc rối lộn xộn, tài lộc lại tương đối dễ chịu. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi, tuần này bạn gặp nhiều may mắn cho nghề nghiệp cũng như tình cảm nên tinh thần phấn chấn và vui vẻ. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận, kẻo có kẻ tiểu nhân ganh ghét nói xấu, tài lộc trong tuần khá thoải mái. Về tử vi tuổi Đinh Mùi, công việc như đang khựng lại gây nên sự âu lo. Vì vậy về mặt tiền bạc cũng có phần khó khăn, nhưng đây chỉ là giai đoạn nhất thời, mọi chuyện rồi sẽ vượt qua. Về tử vi tuổi Ất Mùi, một tuần lo lắng về tài lộc và ưu tư vì gặp quá nhiều trắc trở. Đã vậy còn phải cẩn thận trong chuyện cho vay mượn hay hùn hạp vốn kẻo bị lừa gạt. Và tử vi tuổi Tân Mùi, ôm đồm những chuyện của người khác không ích lợi gì mà còn bị oán trách dễ gây hiểu lầm, nên bỏ hết ngoài tai để tìm sự thăng bằng trong thư thái và tâm hồn. Tuần này tài lộc cũng khá vượng. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và vạn sự như ý. Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong tuần mới, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này nhân duyên của bản mệnh tuổi Thân có phần khởi sắc vào thời điểm đầu tuần, nhưng khoảng thời gian sau đó lại dễ vướng phải nhiều rắc rối. Sao Thái Dương còn chiếu mệnh, cho thấy người độc thân có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ được phát triển một cách hài hòa hơn. Về đường tài lộc, người tuổi Thìn cũng có khá nhiều khởi sắc do cả chính tài, thiên tài và thực thần cùng nâng đỡ. Điều này cho thấy dù bạn đang làm ở bất cứ lĩnh vực gì, bạn cũng có thể gặt hái cho mình những thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lơ là chủ quan trong công việc. Có thể kẻ tiểu nhân đang âm thầm tiếp cận bạn, khiến bạn vướng phải khá nhiều rắc rối. Về tử vi tuổi Nhâm Thân, những suy tính viển vông hãy gác qua một bên, nhìn thẳng vào thực tế để tránh sự thất bại. Có tài lộc nhỏ bất ngờ, trong tuần, tình cảm cá nhân cũng có nhiều chuyển hướng tốt đẹp. Về tử vi tuổi Canh Thân, công việc vẫn trôi chảy, không có gì phải bận tâm vì đã giải tỏa được mọi khúc mắc. Tài lộc trong tuần tương đối dễ chịu, tuy nhiên cũng có đôi chút lo lắng. Gia đạo có phần an vui và hạnh phúc. Về tử vi tuổi Mậu Thân, không nên tin người thái quá kẻo dễ bị lừa gạt. Chuyện làm ăn vẫn tiến triển thuận lợi, tài chính khấm khá nhưng lại phải lo vì những công việc mới. Gia đạo an yên. Về tử vi tuổi Bính Thân, gia đình có nhiều hỷ sự mang tới, nhất là những chuyện vui của con cái. Vẫn chưa thể tiến hành những chuyện làm ăn mới lúc này, dẫu cho có vài điều may mắn nhỏ, tài chính trong tuần tương đối khá. Và tử vi tuổi Giáp Thân, không nên ham vui thái quá cũng như vui đùa với bạn bè, sẽ có hại lớn. Có dịp đi chơi xa nhưng cũng phải đề cao cảnh giác, nhất là lúc lái xe cộ. Về mặt tài lộc có nhiều may mắn. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và vạn sự cát tường. Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong tuần mới, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, bản mệnh cần phải xác định đối diện với nhiều sự cố trong công việc vào tuần này. Do có sự tác động xấu của thiên quan cũng như thương quan, bạn dễ gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân hoặc khiến cho cấp trên không hài lòng. Tuy nhiên hãy bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết thích hợp cho mọi việc.
đừng khư khư giữ những suy nghĩ tự ti hoặc bi quan. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của đại hao cho thấy xu hướng tiêu tiền đang khá hoang phí của con giáp này trong thời gian gần đây. Dường như bản mệnh luôn có lý do để chi tiền hợp lý và không thể cưỡng lại được những món đồ mà mình yêu thích. Vì vậy hãy cẩn trọng nếu không muốn quay vào guồng nợ nần trước đây. Về tử vi tuổi Quý Dậu, tuần này có những ưu tư về nghề nghiệp, tuy có vẻ xa vời nhưng đó là nhận xét đúng đắn. Cần đề phòng cẩn thận để ứng phó kịp thời, về mặt tài chính tương đối khả quan. Về tử vi tuổi Tân Dậu, bạn có một tuần thuận lợi về mặt tình cảm, công việc làm ăn tiến triển đều, tài chính tuy vẫn giữ mức bình thường nhưng ít phải lo lắng như thời gian qua. Về tử vi tuổi Ất Dậu, tuần này vẫn còn nhiều sự trục trặc trong công việc chưa được như ý, tuy cũng đã tháo gỡ được nhiều chuyện khó khăn, mặt tài chính bớt được những điều lo lắng vì thiếu hụt, bên cạnh đó có tin tức từ xa có thể báo về. Về tử vi tuổi Đinh Dậu, công việc vẫn trôi chảy, không có điều gì phải bận tâm vì đã giải tỏa được mọi khúc mắc. Tài lộc trong tuần tương đối dễ chịu, tuy cũng có đôi chút lo lắng, gia đạo an vui hạnh phúc. Và tử vi tuổi Kỷ Dậu, đừng để bị lôi cuốn chìm đắm trong chuyện tình cảm cá nhân gây ảnh hưởng xấu tới công việc hiện tại. Hãy tự tiết chế lấy bản thân mới có thể thành công. Trong tuần có tài lộc nho nhỏ báo về. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và tấn tài tấn lộc. Tiếp theo, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong tuần mới từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này bản mệnh dường như sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc. Con giáp này dễ mắc phải vài sai sót khi thiếu tập trung vào công việc, nhưng bạn nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót đó. Bên cạnh đó, vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần của người tuổi này cũng khá ổn, chỉ riêng cuối tuần là bạn có thể phải lao tâm khổ tứ vì mối quan hệ cho tới chuyện tiền bạc. Có lúc bạn còn phải dùng cả tiền tiết kiệm của mình để kiểm soát tình hình trước mắt. Về tử vi tuổi Giáp Tuất, tuần này việc làm ăn đã bắt đầu vào một giai đoạn mới tương đối thoải mái và ổn định hơn nhiều. Về tình cảm cần rõ ràng một chút, hãy có hành động dứt khoát để tránh khỏi những hệ lụy về sau. Về tử vi tuổi Canh Tuất, nhớ đề cao cảnh giác, nhất là với chúng bạn xấu ham chơi kẻo chỉ mang tới phiền nhiễu, nhiều khi còn có hại tới bản thân. Trong tuần nên chăm chú vào chuyện học hành và nghề nghiệp thì hơn. Về tử vi tuổi Mậu Tuất, nên lưu tâm về vấn đề sức khỏe, nhất là những lúc thời tiết thay đổi. Con cái mang tới nhiều niềm vui về sự thành công trong học vấn và nghề nghiệp, tài lộc trong tuần cũng khá ổn định. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất, những sầu muộn về chuyện tình cảm cần phải biết cách chấm dứt, kẻo ảnh hưởng tới công việc làm ăn, nên tạo sự vui vẻ cũng như đừng vì vậy mà cáu gắt, chỉ thêm rắc rối và lộn xộn mà thôi. Và tử vi tuổi Bính Tuất, có nhiều chuyện bất như ý tại nơi làm việc làm bạn nhức đầu, tuy nhiên hãy thật bình tĩnh và nhẫn nại giải thích để tránh sự ngộ nhận. Tài lộc và tình cảm trong tuần đều ổn định. Tuần này, bạn nên cẩn thận về chuyện xe cộ. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được nhiều điều may mắn. Và cuối cùng, xin mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong tuần mới từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, tuần này, vận trình những ngày đầu tuần sẽ có khá nhiều khó khăn, do đó nếu có công việc quan trọng, bản mệnh tuổi Hợi nên đợi tới cuối tuần hẵng tiến hành khi có chính quan nâng đỡ. Dù vậy bạn cũng nên tránh tự tin thái quá, hãy kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh để sự ngạo mạn khiến bạn hành động thiếu suy nghĩ. Bên cạnh đó, Bạch Hổ hung tinh xuất hiện còn báo hiệu về những tai họa bất ngờ có thể xảy tới. Bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, làm gì đi đâu cũng chú ý quan sát thật cẩn thận kẻo sẽ gặp họa huyết quang. Về tử vi tuổi Đinh Hợi, bực mình vì con cái không thực hiện đúng theo ý mình, nhưng cũng không nên quá căng thẳng bởi sẽ khiến cho con cái có phản ứng không tốt ngược lại. Về nghề nghiệp và tài chính đang tốt đẹp, cẩn thận về chuyện tình cảm trong gia đình. Về tử vi tuổi Ất Hợi, tuần này bạn có nhiều tài lộc, thuận lợi, tuy nhiên cần sắp xếp công việc thật chu đáo để khỏi xảy ra những sơ suất đáng tiếc, tình cảm cá nhân có nhiều niềm vui. Về tử vi tuổi Tân Hợi, tuần này bạn cảm thấy mệt mỏi về công việc hiện tại, chớ nên quên đây chỉ là bước đầu, cần cố gắng nhiều hơn nữa mới có kết quả tốt đẹp không ngờ, tình cảm cá nhân có nhiều điều vui vẻ. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi, có những dấu hiệu may mắn về nghề nghiệp, công việc kinh doanh cũng ổn định, một tuần dễ chịu về vấn đề tiền bạc, tuy nhiên không nên giận hờn vô lối chỉ mang thêm sự mệt mỏi cho mình và nửa kia. Và tử vi tuổi Quý Hợi, đừng quá ham vui sẽ lãnh hậu quả xấu khó lường, công việc hiện tại vẫn ổn định, nhưng chuyện tình cảm
vẫn còn những phiền muộn cần phải định tâm hơn nữa. Vừa rồi trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong tuần mới. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn có những tuần mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và vạn sự hành thông. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm thật nhiều thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.